quản lý và điều phối qua đây mà, qua đây hỗ trợ làm giấy tờ rồi làm ấy rồi luôn. Anh là quay mặt quá rồi khỏi. Làm nhiều quá rồi. Làm giờ chủ yếu đăng ký cho người mới chứ còn sảnh lắm mà anh sảnh lắm về lớn rồi chứ. V1 bên kia V2 đúng không ta? Ủa đây là V1 đúng không? Ờ à, ok. Anh đi hoài là không nhớ. Như hôm qua đi giao hàng vậy đó. Không nhớ luôn. Rồi lên 34. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi test. Ủa đây không, bên, à, bên đó cũng được. Bên đây cũng được. Bên đây cũng được nữa. Bên đó thì lối nhỏ hơn. Không, bên kia cũng được luôn. Bên đây được đi nhỏ hơn. Còn tầng 34 ta đang làm hết ta. Đi lên. Em lên đây biết mà. Ủa đây là đi phá đảo sân thượng. Anh Diệp sẽ đi khai phá sân thượng lốc à. V1 căn phòng ngủ là nằm hướng này à đó, cái căn hiện bây giờ này là. Ủa, là bên đây V2 V1 đây V1 bên kia là V2 đây view sống đây nè quay ra đây à hai à. Không hai bên thằng nào chả view sống à. Hiểu không à. Này mặt ngoài nè đầu chí đầu chí mới có sóng. Đúng này, đầu chí đúng không? Đúng rồi. V2. Bên kia là V2 đúng rồi, bên đây V1. Hai cái nó giống nhau mà, hai cái nó. Thấy là đầu chí là chỉ có V2 một phòng á. Đó nè, ló gạch rồi ha. Là nó cách nhiệt. À, chắc vậy quá. Theo mình nghĩ là cái gạch này là cách nhiệt nha. Ừ, cách nhiệt với chống nắng. Ý là chống nóng đó. Có thể chống, có thể rút nước mưa vô nữa. Đó thì không biết là chủ đầu tư sao chứ. Nè, đằng sau nè. Đúng rồi, đó. Đằng trước nè. Đây. À. Đó, thấy chưa? Đó. Hướng đầu chí nè, bệnh viện giải chiến nè. À. Đúng rồi, đó. Đó, giờ phía bên này. Hay luôn mà. B1 nè. Rồi, qua kia test. Thằng này làm tắm hả? Rồi, go. Ừ, này hả? Ừ. Đúng rồi. Thì sang nằm dưới mà. Gỡ cục lên. Đó, là cách nhiệt yên tâm. À giống như hồi đó mình đi lập nhà cái gì? Lập nhà bằng ngói. Mấy cái chung cư khác là người ta dán luôn. Ờ, dán cả tàu luôn. Ờ. À, lên mặt chứ. Cách một lớp rất là nhiều mà sao mà nóng nổi. Đây, vậy là đây nè. Đây là view đồ chí nè. Quạt kia thì dễ hình dung hơn anh. Ừ bên kia đúng rồi, nãy em chỉ bên kia đó. Hồi nãy mình đi đây nè. Hồi nãy mình đứng đây nè, đây nè. Ngay đây mình nhìn qua. Anh nhớ không, nhìn qua cái. Vậy là bên này là U2 nè, bên này U1. V2. Đó. Đó bữa nay làm là thì bây giờ mình muốn là mình đi qua bên đó. Pha hình như kẻ căng ánh kìa. Đúng đó. Rồi. Thì đó. Mình phải đi qua nó mình mới test được. Ờ. À, hình như căng hai máy lạnh mấy anh kia á. Căng anh gốc luôn nè. À rồi có cái đèn cầu vồng đúng không? Có đèn cầu vồng kìa. Đèn cầu vồng là căng anh. Đó đó, thì đó đúng rồi, căng đó đó.
Đẹp quá. Nào, đẹp. Oh. Mũi đèn đỏ. Wow, góc này là hướng tròn luôn nè, đã quá. Mấy căn này là căn 2 phần góc này nè. Đã quá. Trên đợt Wow, góc này đã quá, để chụp tấm thôi. Trước là mũi đèn đỏ nè, nhộn nhộn màu xanh là mũi đèn đỏ nè. Rung cài quá, cầm cho chắc, cầm bằng hai tay, rung cài quá, đúng rồi, cầm rung cài quá. Cầu này á là cái cầu vượt, cầu dạng như cầu cao tốc á. Quay cái logo này đẹp lắm. Logo Hưng Thịnh nè. Góc này được cái logo luôn, đã quá. Ok luôn. Không kéo được ra xa. Sẽ độ cao. Đây là cái cầu gì anh biết không? Cầu Bến Lức, cao tốc Bến Lức Long Thành. Bến Lức Long Thành. Đó, ở trên cao nè, nhìn xuống. Trên đấy làm gì đây? Ê da, sao rung tay vậy? Rung tay. Em sẽ đu cao. Sẽ đu cao mà ghé ra quay cho bà con coi. Đây nhìn đã quá trời ha. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.